Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra được mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người, thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương của ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, xung Tuất Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu, Tuổi Tuất. Đối với những người tuổi Bính Ngọ trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 3 tới ngày 22 tháng 4 dương lịch có nạp sát là Canh Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 3 tới ngày 4 tháng 5 dương lịch có nạp sát là Nhâm Tý. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Bính Ngọ trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 6 tháng 3 tới ngày 17 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Ất Mùi, có nạp âm là Gia Trung Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 3 tới ngày 29 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 3 tới ngày 11 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành, hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 trong tháng 3 âm lịch. Tuổi Ngọ là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Bính Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu.
Người tuổi Bính Ngọ mệnh Thiên Hà Thủy là người thông minh, lanh lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Họ nhiệt tình và phóng khoáng, cũng có đầu óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng. Tính cách mạnh mẽ, đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Họ là người có tài lãnh đạo, biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều, có mối quan hệ khăng khít, tốt đẹp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Bính Ngọ nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng và đón nhận ý kiến của mọi người, chớ nên một mình một ý, sẽ trở thành người cô độc. Sự tự tin và nhiệt tình giúp cho người tuổi Bính Ngọ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Họ biết cách cân bằng công việc, dù công việc có nhiều đến đâu, quy mô có lớn thế nào cũng không thể làm khó được tuổi Bính Ngọ. Họ dùng chính thực lực của mình và nhẹ nhàng ứng phó với mọi khó khăn, biểu hiện xuất sắc đó khiến họ nhanh chóng được cấp trên trọng dụng. Tử vi 12 con giáp trong tháng 3 âm lịch năm 2021 cho thấy rằng, trong tháng này, các gia chủ tuổi Bính Ngọ sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành. Ngoài ra, bước sang tháng 3 âm lịch, tuổi Bính Ngọ sẽ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Bản mệnh đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Nhâm Xuân Thủy gặp Ngọ Xuân Hỏa. Nhâm Xuân Thủy gặp Ngọ Xuân Hỏa là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ Bính Ngọ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, bản mệnh nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ. Tử vi tháng 3 âm lịch tuổi Bính Ngọ cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Tháng này, may mắn có thể giúp người tuổi Bính Ngọ kiếm tiền so với các tháng trước. Tuy nhiên, bản mệnh đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe quan trọng hơn tất thảy. Không như vậy, trong tháng còn quý nhân cũng sẽ nâng đỡ, giúp quý gia chủ nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân mình. Song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý muốn. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn, rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, quý gia chủ nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng. Đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp quý gia chủ lấy lại tinh thần. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ Bính Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc. Tháng này do có quý nhân giúp đỡ nên tuổi Bính Ngọ sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết quý gia chủ sẽ được thăng đến một cấp độ mà chưa bao giờ đạt được lúc trước đây. Tuy nhiên, quý gia chủ cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu không biết cân đối tài chính thì tiền của sẽ không cánh mà bay. Quý gia chủ cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản tiền tiết kiệm cho sau này. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông.
thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội, tình cảm và gia đạo. Bước sang tháng 3 âm lịch, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho tuổi Bính Ngọ. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, quý gia chủ có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi hai người giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, hai người đã sống với nhau trọn đời, vì vậy biết nhau rất rõ. Hãy giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và sẻ chia cho nhau. Ngoài ra, trong tháng 3 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo, tránh làm sứt mẻ tình cảm trong gia đình. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như suôn sẻ yên ổn, các gia chủ Bính Ngọ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Bính Ngọ trong tháng 3 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Bính Ngọ có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Dù rằng ở tuổi này, sức khỏe đang suy yếu dần và có dấu hiệu của các căn bệnh về tuổi già. Nhưng cũng là do quý gia chủ chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Quý gia chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, chăm chỉ tập luyện các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi của mình. Quý gia chủ cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Bính Ngọ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình tuổi Bính Ngọ trong tháng 3 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Bính Ngọ trong tháng 3 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.